Theo dữ liệu từ Cổng Thông tin COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh lúc 21 giờ ngày 18 tháng 8, trong ngày hôm qua thành phố xét nghiệm 13.900 mẫu, ghi nhận 3.694 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 2.848 ca trong cộng đồng. Như vậy, tỷ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm hơn 26%, còn tỷ lệ F0 trong cộng đồng chiếm đến 77% so với tổng số ca mắc, tăng so với các ngày trước đó. Trong đó nhiều nhất là quận 1, quận 10, Bình Tân, Tân Bình, huyện Hóc Môn. Cụ thể, trong 2.848 ca cộng đồng được phát hiện trong ngày 18 tháng 8, thì tại quận 1 có 265 ca, quận Bình Tân 255 ca, quận 10 và huyện Hóc Môn mỗi địa phương có 220 ca, quận Tân Bình 210 ca. Riêng quận 1 phát hiện ổ dịch dân cư tại đường Giác Xin, phường Cầu Ông Lãnh, còn gọi là khu chợ gà, chợ gạo, từ ca chỉ điểm vào ngày 8 tháng 7 khi đi khám sàng lọc tại bệnh viện. Chiều ngày 18 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù số ca mắc mới mỗi ngày trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu giảm, nhưng số ca mắc trong cộng đồng lại gia tăng. Nguyên nhân là do thành phố đang đẩy mạnh công tác lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư để sàng lọc bóc tách tất cả các trường hợp F0. Thưa quý vị, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai ngoại giao vaccine, ngày 18 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi ông Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu đề nghị Liên minh Châu Âu hỗ trợ chia sẻ vaccine cho Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Liên minh Châu Âu dành cho Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt đã viện trợ 2,4 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn để có đủ số lượng vaccine cho gần 100 triệu người dân và trang thiết bị y tế phòng chống dịch. Trên cơ sở quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và EU, Chủ tịch nước đề nghị EU hỗ trợ tối đa cho Việt Nam thông qua các hoạt động viện trợ, nhượng lại vaccine, chia sẻ công nghệ, cung cấp trang thiết bị y tế, điều trị bệnh nhân COVID-19 và chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với đại dịch. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có thư gửi bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Thủ tướng Chính phủ mong muốn EU xem xét hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, có tiếng nói đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vaccine cho Việt Nam và các nước ASEAN trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp hiện nay trong khu vực. Tối ngày 18 tháng 8, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận ca mắc COVID-19 mới sau hơn một tháng sạch dịch. Ca mắc mới là nam thanh niên 25 tuổi trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Để khoanh vùng kiểm soát nguồn lây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bắc Giang đã quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực ngõ 14, đường Đồng Cửa, phường Lê Lợi và phun khử khuẩn khu vực này. Cho đến nay, Bắc Giang ghi nhận 5.780 ca F0, hiện còn 7 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 1 bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bên cạnh đó, còn 1.070 người đang thực hiện cách ly tập trung. Trong ngày, tỉnh tập trung lấy và xét nghiệm hơn 10.000 mẫu COVID-19 trong các doanh nghiệp, tầm soát trong cộng đồng và khu cách ly. Tàu Hải quân vùng 2 bắt đầu chở gần 30 tấn nông sản gồm gạo, khoai, bắp, chanh, tận để tặng cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Chiều qua, tàu đến thả neo trên sông Tiền thuộc địa phận thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để lấy hàng. Đây là những phần quà được mua trực tiếp của nông dân tỉnh Đồng Tháp từ kinh phí vận động các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân và các kênh khác. Gần 30 tấn nông sản gồm gạo, khoai lang, chanh, bắp được các chiến sĩ đưa xuống tàu nhỏ, chở ra tàu hải quân đang đậu cách bờ khoảng 500 mét. Tổng trị giá đợt hàng khoảng 1 tỷ đồng. Đây là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên vận chuyển bằng tàu hải quân 450 tấn, trong bối cảnh việc lưu thông bằng đường bộ mất nhiều thời gian vì phải qua nhiều chốt kiểm soát. Thưa quý vị, giảm, miễn tiền thuê nhà hay là trao tận tay hàng hóa thiết yếu, đó là cách mà nhiều phường ở Hà Nội đang triển khai để chia sẻ bớt những khó khăn với những người lao động ngoại tỉnh, sinh viên đang mắc kẹt ở thủ đô do đại dịch COVID-19. Dịch COVID-19 khiến anh Tuấn và nhiều người khác ở xóm trọ mất việc làm. Để chia sẻ với anh, chủ nhà trọ đã miễn cho anh 3 tháng tiền nhà, tương đương với 6 triệu đồng. Chưa dịch thì làm ăn thì mỗi một tháng là cứ vừa gửi về quê cho con cái ăn học, lo cho gia đình thì còn đâu bớt lại một ít, cũng nhờ gọi là các đồng chí ở phường Phúc Xá, chủ nhà trọ giúp đỡ trong cái thời gian khó khăn này. Trên địa bàn phường Phúc Xá có khoảng 500 nhà trọ. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân phường kêu gọi, hàng loạt chủ nhà trọ trên địa bàn đã quyết định giảm 50-100% tiền thuê nhà cho người lao động. Hiện nay là tôi sẽ hỗ trợ cho bà, cho tất cả các chị em là 50% tiền trọ. 1 triệu thì cho 500,
Thế mà cứ theo số tiền của từng phòng là tôi dịch như thế. Trong cái lúc khó khăn chung của cả xã hội này, cho nên tất cả mọi người đều phải đoàn kết với nhau, cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua cái giai đoạn này. Chúng tôi cũng đã sơ bộ nắm được là đây nó là một cái chủ trương rất là phù hợp để kêu gọi cái sự chung tay của mọi người dân ở trên địa bàn, đặc biệt là đối với các cái chủ cho thuê trọ, là những người mà trực tiếp sẽ có cái tác động đến những cái người lao động mà đang thuê trọ. Còn tại phường Vĩnh Tuy, nhu yếu phẩm được mang đến tận tay sinh viên, những người lao động tự do, của ít lòng nhiều, mọi sự hỗ trợ lúc này của chính quyền địa phương đều quý giá. Tình hình dịch rất là căng thẳng nhá. Thì bọn em cũng không thể nào kiếm được công việc để trang trải cuộc sống hàng ngày, thì cũng được sự hỗ trợ từ nhà nước qua cung cấp những thực phẩm thiết yếu cho em ạ. Và cũng được nhà trọ hỗ trợ giảm tiền phòng và cung cấp thêm một ít thực phẩm nữa. Hơn 2.200 lao động ngoại tỉnh, người gặp khó khăn do COVID-19 trên địa bàn phường Vĩnh Tuy đã nhận được nhiều đợt hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu. Sau giãn cách, phường cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn hỗ trợ khác. Chỉ đạo cho hệ thống chính trị từ phường đến địa bàn dân cư tuyên truyền vận động, cũng như là rà soát kịp thời các cái trường hợp người lao động tự do cũng như sinh viên thuê trọ trên địa bàn phường. Đến thời điểm này chúng tôi đã phát là 810 xuất quà với cái số tiền tính ước tính từ các cái nhu yếu phẩm cũng như là tiền mặt, ước tính ra là khoảng và tầm trên 400 triệu đồng. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc, một chi nhánh của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm, thông báo rằng một loại vaccine COVID-19 do Viện Nghiên cứu của Sinopharm ở Vũ Hán phát triển và sản xuất đã được cơ quan nhà nước Trung Quốc cho phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Vaccine này đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2, cho thấy mức độ kháng thể trung hòa cao trong nhóm tuổi này. Khoảng 96,1% những người được tiêm hai liều vaccine đã tạo ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 và kết quả không khác biệt đáng kể ở người lớn. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được ghi nhận ở người được tiêm chủng sau khi tiêm. Vaccine của hãng Sinopharm tại Vũ Hán sản xuất đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở các nước, gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ tháng 7 năm 2020. Theo dữ liệu báo cáo giữa kỳ, tỷ lệ bảo vệ bệnh nhân chống lại các triệu chứng nghiêm trọng đã đạt 100% và tổng tỷ lệ bảo vệ là 72,51%, cho thấy vaccine an toàn và hiệu quả. Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho toàn dân, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 tới. Quyết định trên được đưa ra khi dữ liệu gần đây cho thấy rõ khả năng bảo vệ chống lại bệnh nhẹ và trung bình đã giảm theo thời gian. Điều này có thể do cả khả năng miễn dịch suy yếu và sức mạnh của biến thể Delta, hiện là chủng phổ biến tại Mỹ. Như vậy, đợt đầu tiên của mũi vaccine tăng cường này sẽ dành cho những người đã hoàn thành tiêm chủng sớm nhất bằng vaccine của Pfizer hoặc Moderna, gồm nhân viên y tế, người làm việc trong các viện dưỡng lão và người cao tuổi. Chính phủ Mỹ cũng dự kiến chuyển liều vaccine tăng cường tới các cơ sở có người được chăm sóc và điều trị dài hạn. Tuần trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt mũi tiêm thứ 3 vaccine của Pfizer và Moderna cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ, song bị suy giảm miễn dịch. Giới chức y tế Mỹ đã quyết định sẽ tiến hành tiêm mũi tăng cường thứ 3 vaccine phòng COVID-19 cho những người bị suy giảm hệ miễn dịch. Kế hoạch này liên quan đến từ 300.000 đến 400.000 người Mỹ. Những người được cho là bị suy giảm hệ miễn dịch là những người đang lọc máu, những người nhiễm HIV, những người mắc một số loại bệnh ung thư hoặc những người đang dùng thuốc làm giảm khả năng miễn dịch của họ. Trước đó, Đức, Israel và Mỹ đã cho phép tiêm mũi thứ 3 đối với một số đối tượng nhất định bằng việc sử dụng vaccine Pfizer hoặc Moderna. Theo số liệu của lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 Indonesia, số ca mắc COVID-19 tại Indonesia trong 24 giờ qua là hơn 15.000 trường hợp. Số ca mắc mới này đã giảm chỉ còn 1/3 so với đỉnh dịch của tháng trước. Tuy nhiên, tỷ lệ dương tính trong xét nghiệm luôn ở trên 20% trong những tuần gần đây, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là 5%. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở Indonesia trong tuần thứ 2 của tháng 8 vẫn cao nhất thế giới với hơn 10.000 trường hợp. Theo thống kê, gần 2.000 bác sĩ và các nhân viên y tế Indonesia tử vong trong cuộc chiến chống COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận hơn 3,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 121.000 người đã tử vong.
Bộ Y tế Singapore cho biết những người mang thẻ thông hành ngắn hạn có mặt tại nước này trong một khoảng thời gian nhất định sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí theo chương trình tiêm chủng quốc gia. Những người đủ điều kiện là những người được cấp thẻ làm việc ngắn hạn và có các loại thẻ thường trú ngắn hạn khác. Ngoài ra, chương trình tiêm chủng này cũng được mở rộng cho những người có thẻ du lịch ngắn hạn đã ở Singapore ít nhất 60 ngày liên tục, không thể rời Singapore vì những hạn chế đi lại trên toàn cầu. Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế Singapore, tới hết ngày 16 tháng 8, đã có 76% dân số nước này được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giờ ký COVID-19 sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!